Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ án Đồng Tâm đã kết thúc và những ai có lương tri sẽ nhớ mãi thời khắc rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020 nhằm đúng rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi, đúng cái rằm cuối cùng của một năm. Khi người dân trên cả nước sắp đón giao thừa năm Canh Tý thì những người cộng sản đã huy động 3.000 an ninh cảnh sát trang bị vũ trang đến tận răng chỉ để tấn công một ngôi làng nhỏ bé ở đồng quê miền Bắc. Tại đây họ đã bắn chết và phanh thây một cụ già đảng viên ở tuổi gần đất xa trời, cả đời theo và bắt đi cả gia quyến của cụ với lý do muôn thuở cướp đất. Nhân dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung bỗng dùng mình nhớ lại cuộc tấn công có phối hợp gần 100.000 quân cộng sản trong tháng Giêng năm 1968 vào các đô thị lớn Huế, Sài Gòn và gần 100 địa điểm khác ngay tại đêm giao thừa Tết Mậu Thân. Hàng chục ngàn người dân vô tội trong các thành phố lớn ở miền Nam đã bị cộng sản giết hại một cách man dợ đến tàn bạo. Trở lại câu chuyện ở Đồng Tâm thì mặc dù đã giết cụ Lê Đình Kình và hốt hết các gia đình của ông, và bằng một kế hoạch bài bản tuyệt mật được Bộ Chính trị phê duyệt với phương thức tổng lực lượng, tổng lực chiến trường và song nhà cầm quyền vẫn chưa yên tâm. Phiên tòa xét xử Đồng Tâm với cái chết kinh khủng như mọi người đã rõ, hai án tử hình dành cho hai người con của ông Lê Đình Kình và một án chung thân dành cho cháu nội của ông Lê Đình Kình, cùng với một số bản án tù giam cho nhiều người khác. Đầu tháng 10 năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc Đại hội 13 để sắp xếp những ghế chính thức cho ngôi vua tập thể. Dù chưa xảy ra những phát súng ở Yên Bái nã thẳng vào các đối thủ chính trị, nhưng trong đầu những nhân vật cấp cao đều chứa đầy những mưu mô và quỷ kế. Nguyễn Đức Chung, ứng viên sáng giá cho vé Bộ trưởng Công an vào Bộ Chính trị và đang bị tạm giam tại B14 giữa những cơn đau do bệnh ung thư đại tràng. Chúng con sẽ thấy rõ được từng bộ mặt nhàm nhở với những nụ cười khả ố và nham hiểm trên những khuôn mặt đề tiện của từng chính trị gia mà mình đặt niềm tin ở từng ngưỡng mộ. Tháng 4 năm 2017, Nguyễn Đức Chung nổi lên như một ngôi sao sáng khi mà đích thân đi giải cứu 38 cảnh sát cơ động bị bắt làm con tin tại Đồng Tâm. Có lẽ thì từ ngày ấy, ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm đã thấy cái gai khi mà Chung con đã làm lu mờ đi hình dáng của Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Giờ đây, sợ phải chết trong tù, Chung con đã làm đơn được tại ngoại để chữa bệnh ung thư đại tràng. Xem ra ân huệ của các đồng chí dành cho một cựu chủ tịch Hà Thành gần như là không có. Phạm Minh Chính, một đàn anh kề vai sát cánh với Nguyễn Đức Chung ngày nào, giờ phải đang tránh bão. Hoàng Trung Hải vẫn đang nín thở đếm ngược thời gian, lo sợ bị bắt giam vào những tháng cuối cùng của năm nay. Các ủy viên Bộ Chính trị dính dáng đến nhà bà X, Nguyễn Tiến Dũng đều đã nhúng chàm. Có ai đó đã bị và không bị réo tên mà thôi. Nguyễn Văn Bình, người bị ông Tư Lâu đề nghị tước bỏ ủy viên Bộ Chính trị khởi tố bắt giam do liên can đến các vụ án ngân hàng, lâu nay ít trường mặt ra trên truyền thông. Võ Văn Thưởng, đại đồ đệ của Lê Thanh Hải, lãnh chúa Thành Hồ, dính rất sâu vào vụ Thủ Thiêm, Vũ Nhôm và các hoa hậu quý bà cũng lo sợ tên mình được xướng lên. Chính trị như canh bạc, và nếu như năm 2013 ai đánh liều hoặc nhìn xa trông rộng nhân vật đặt cửa ông Trọng thì nay thắng lớn, và những Vương Đình Huệ, Nguyễn Bá Thanh nếu không chết, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình, Nguyễn Đắc Vinh đều có cơ hội tiến xa. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, dân Ba Vì, Hà Tây cũ, là người được Vương Đình Huệ tiến cử với ông Trọng và sẽ thay vị trí Chung con, một kẻ thượng đội hạ đạp và khúm rúm như Chu Ngọc Anh, chỉ dễ sai bảo chứ làm được gì cho thủ đô Hà Nội. Dư luận đồn đoán là Phan Đình Trạc sẽ được phong thượng tướng vào Bộ Chính trị khóa 13, nắm giữ Bộ Công an. Vương Đình Huệ có thể ngồi ghế thủ tướng, và nếu như Trương Hòa Bình không được Hội nghị Trung ương 13 giữ lại nhân sự đặc biệt, Nguyễn Đắc Vinh, người được ông Trọng nâng niu, sẽ chắc xuất vào Ban Bí thư và giữ trọng trách là Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án Hồ Duy Hải sẽ khép lại, nhưng sẽ phải chờ đến khoảng tháng 8 năm 2021 khi mà Đại hội 13 đã bầu cử Quốc hội khóa 15 đã chia ghế xong, và nếu như Hồ Duy Hải vô tội thì cả hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có tội.
Vì vậy mà họ sẽ không chấp nhận điều đó, cho nên Hồ Duy Hải vẫn phải chịu án tử hình nhưng sẽ ân xá xuống còn chung thân. Thưa quý vị và các bạn, dĩ nhiên thì số phận chính trị của ông Lê Minh Chí gần như được định đoạt trước thềm đại hội, vụ án Hồ Duy Hải cũng quấn ông trôi theo luôn. Người ta sầm xì rằng thật ra ông Chí kháng nghị giám đốc thẩm là đánh cược với Nguyễn Hòa Bình chứ không phải là tiếc thương gì cho thân phận bé nhỏ Hồ Duy Hải. Song đại hội 13 sẽ đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội thứ 14 khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2020. Quốc hội nơi thể chế hóa các nghị quyết của Đảng sẽ diễn tiếp kịch bản quy trình phê chuẩn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của Phạm Phú Quốc, người vừa có hai quốc tịch. Cứ như thế, các quy trình do những người cộng sản vẽ ra sẽ dẫn dắt dân tộc này đi theo dấu chân của họ mà không cần phải biết đi đến đâu, về đâu. Họ nghiễm nhiên cai trị bằng bạo lực, dùi cui và sẵn sàng nhả đạn, tàn sát dân chúng nếu như có bạo động xảy ra và đe dọa sự tồn vong của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trung Quốc đã từng đem xe tăng Đại Bác nghiền nát hàng vạn sinh viên ở Thiên An Môn thì ai dám bảo đảm không có lúc tắm máu ở quảng trường Ba Đình. Thưa quý vị và các bạn, giữa trận bão dư luận về bản án sơ thẩm án giết người chống người thi hành công vụ xảy ra tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, vụ án Đồng Tâm, Ban tuyên giáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành hướng dẫn công bố thảo luận lấy ý kiến của nhân dân đóng góp cho dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ 20 tháng 10 năm 2020 đến 10 tháng 11 năm 2020 nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 và 2045, củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý kiến Đảng hợp với lòng dân, thì Đảng có tập hợp ý kiến của hàng triệu người về phiên xử sơ thẩm và phán quyết sơ thẩm vụ án Đồng Tâm để chỉnh sửa cả dự thảo văn kiện lẫn tổ chức thảo luận đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và trả lời cho nhân dân một cách rõ ràng, rành rọt. Tại sao nửa đêm lại sộc vào nhà bắn hạ một cụ ông tàn tật? Tại sao xử nạn nhân do trượt chân lại hóa ra anh hùng? Và tại sao thì điều tra như thế, xét hỏi như thế mà lại tuyên án tử hình hai người con của cụ Lê Đình Kình và phạt cháu cụ tù chung thân? Như Nhân Thế Hoàng và hàng triệu người khác thắc mắc, vụ Đồng Tâm là trường hợp mới nhất, rõ nhất cho thấy là Đảng khác xa với lòng dân. Trong khi cơ quan ngôn luận của Đảng khẳng định phiên tòa xử sơ thẩm và kết hợp hài hòa giữa sự nghiêm minh của tính nhân văn, thì cả triệu người cho đó là một hình thức chu di tam tộc. Có người như Vũ Kim Hạnh nhấn mạnh, chẳng lẽ nhân văn là hành hình một lão nông giữa đêm tại nhà của ông và dám thay đổi tự điển nhưng có thay đổi được lòng dân hay không? Cũng đã có những Facebooker như Thận Nhiên cho rằng, nếu bản án sơ thẩm về vụ Đồng Tâm không bị hủy bỏ hay cải sửa bằng các phiên xử công minh, từ nay về sau nhắc đến dòng họ Lê Đình, người ta sẽ nhớ đến hai từ chu di và ngược lại. Điều đó sẽ như một vết chàm trên mặt của lịch sử và trên mặt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Rất nhiều người do uất hận mà dọa như Lê Hoài Anh, những kẻ bất nhân chu di tam tộc, người vô tội sẽ trả một cái giá tới cửu tộc. Nếu cuộc đột kích vào Đồng Tâm hồi đầu năm nay khiến cho dân chúng sửng sốt và tàn bạo về hệ thống công quyền và công an trị Việt Nam, thì bản án sơ thẩm và tòa án vừa tuyên khi xét xử vụ án Đồng Tâm khiến cho dân chúng căm giận vì sự man dợ, can dỡ của Đảng và hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam. Lần đầu tiên mạng xã hội và các diễn đàn điện tử Việt ngữ tràn ngập những ý kiến răn đe giáo dục Đảng và các cá nhân liên quan về quả báo. Phùng Thanh Sơn lưu ý về việc cần phải tổ chức thực nghiệm điều tra, điều mà hệ thống tư pháp đã loại bỏ, nếu không, không thể ngăn ngừa và được sự thù hận. Ngay cả những cá nhân được giao nhiệm vụ thì hành án tử hình hai người con trai của cụ Lê Đình Kình sẽ bị ám ảnh bởi nhúng máu người vô tội hay không? Theo Sơn thì nhân danh công lý và không làm sáng tỏ thì không thể chứng tỏ chính nghĩa. Vấn đề không chỉ là cá nhân của ông Lê Đình Kình hay ông Lê Đình Chức
Mà vấn đề là cả xã hội sẽ nhìn vào bản án để tin tưởng hay dùng mình như Nguyễn Du đã từng kể nhập khi viết chuyện Kiều. Nỗi niềm tưởng đến mà đau, thấy người nằm đó biết sau thế nào. Từ khi xảy ra vụ đột kích Đồng Tâm đến nay thì nhân dân nhiều giới ở nhiều nơi đã có vô số ý kiến đề nghị. Bản án sơ thẩm vụ án Đồng Tâm chỉ làm cho thiên hạ nổi giận, không răn đe giáo dục được ai. Người Việt đang tiếp tục mời gọi nhau ký tên phản đối bản án sơ thẩm này khi mà tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp cho Đảng, Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nên chú ý có nhận góp ý về chủ di hay không. Thưa quý vị và các bạn, vụ án Đồng Tâm đã khép lại và phiên tòa sơ thẩm với hai án tử hình dành cho hai người con của ông Lê Đình Kình, một án chung thân cho cháu nội của cụ. Anh Lê Đình Doanh cùng với một số người dân ở mức án thấp hơn. Toàn bộ những diễn biến từ khi sự việc bắt đầu đến khi kết thúc phiên sơ thẩm đã phơi bày tất cả bản chất của Đảng, nhà cầm quyền Việt Nam trước dư luận trong và ngoài nước. Có một chi tiết quan trọng khởi nguồn vụ án, khởi nguồn vụ việc tranh chấp đất đai được nhắc tới và ít người hiểu rõ được ngọn nguồn. Đó là việc nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đã nhập nhèm đánh lận thông tin về việc 59 hectare đất nông nghiệp ở cánh đồng xanh của thôn Hoành, xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Trong khi đó thì đất quốc phòng là 47,36 hectare xã Đồng Tâm đã hiến cho nhà nước, cho quân đội để xây dựng sân bay Miếu Môn. Số đất xã Đồng Tâm hiến cho việc xây sân bay Miếu Môn hiện nay thì Lữ đoàn Phòng không Không quân 28 vẫn đang quản lý và hoàn toàn không có tranh chấp gì. Còn con số đất 59 hectare ở cánh đồng xanh bên cạnh là đất nông nghiệp, người dân Đồng Tâm vẫn đang canh tác và sử dụng quản lý bình thường. Khi thành phố Hà Nội chiếm đoạt để giao cho công ty Viettel thì cụ Lê Đình Kình và người dân xã Đồng Tâm đã phản đối không cho cướp đất. Cụ Lê Đình Kình là cựu cán bộ xã Đồng Tâm, đảm nhiệm những chức vụ trưởng công an xã rồi chủ tịch rồi bí thư xã Đồng Tâm nên hiểu rõ ngọn ngành từng tấc đất của xã. Cụ Lê Đình Kình đã từng phát biểu nếu quý vị đưa được bằng chứng, chứng cứ về 59 hectare của cánh đồng xanh là đất quốc phòng, cụ và người dân Đồng Tâm sẵn sàng giao nộp 59 hectare đất cánh đồng xanh trong vòng vài giờ đồng hồ. Như vậy thì việc chiếm 59 hectare đất cánh đồng xanh của người dân Đồng Tâm là phi pháp vô đạo. Người dân Đồng Tâm chỉ bảo vệ mảnh đất của cha ông cho bản thân và con cháu, cuối cùng đã có những kết cục vô cùng bi thảm. Từ khởi nguồn cực kỳ vô pháp vô đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội, gặp phải những người dân kiên cường giữ đất, đã xảy ra những diễn biến mà chúng ta đã chứng kiến. Trước phiên tòa sơ thẩm, những tưởng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã biết thu những lời khuyên can ngăn của nhiều lực lượng, thành phần và tầng lớp trong xã hội để dừng tay trước tội ác đã khủng khiếp và dã man. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn đi đến cùng con đường tội ác, tuyên hai án tử hình, một án chung thân dành cho gia đình của cụ Lê Đình Kình. Nhiều người đã nói rằng đó gần như là chu di tam tộc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho đảng viên 58 năm tuổi Đảng Lê Đình Kình. Vụ án này đã tác động như thế nào đến người dân và xã hội Việt Nam? Trước hết, đó là sự căm phẫn của người dân Đồng Tâm, của những người dân oan, của lực lượng phản biện xã hội đang ngày càng lan rộng. Những người dân thuộc các thành phần này đều biết rõ sự thật của vụ việc, vụ án, việc thông tin sự thật, lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thông qua sự lừa dối, khủng bố và kết án người dân Đồng Tâm hàng ngày, hàng giờ trên các phương tiện truyền thông mở rộng, hệ thống mạng xã hội YouTube sẽ làm cho nhà cầm quyền không còn lừa bịp được người dân nữa. Một số lượng lớn người dân mất lòng tin vào Đảng, vào nhà cầm quyền nhưng do quá khứ của bản thân, do nỗi đau phủ định bản thân khi biết bản chất chế độ nên vẫn còn níu giữ niềm tin và bị giáng một đòn nặng nề, một phát súng ân huệ cuối cùng của Đảng dành cho họ. Tất cả đã rõ ràng, chỉ còn lại là sự trống rỗng trong lòng. Những người có can đảm sẽ hòa cùng với lực lượng phản biện, số còn lại sẽ gậm nhấm nỗi đau trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình. Đáng nói nhất là những kẻ trong hệ thống Đảng và nhà nước hiện nay lý tưởng hoàn toàn không còn, tiếp xúc với thực thi với những sai trái bất công đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, không thể không đặt ra những câu hỏi và suy nghĩ. Tuy nhiên, đối với nhiều người, nhiều sự việc, sự thật phải trái trắng đen và không rõ ràng, họ còn chút an ủi để làm các công việc mà họ biết chỉ để duy trì sự tồn tại của bản thân và gia đình, không mục đích, không lý tưởng.
Nhưng khi những sự việc quá phi pháp, vô đạo như sự việc đồng tâm diễn ra, họ tìm hiểu và biết những sự thật hoàn toàn đơn giản, không hề hiểu, khó hiểu, và đang đêm dẫn 3.000 quân trang bị đầy đủ vũ trang vào dân thường và giết chết người già đã bị đánh què 84 tuổi đời và 58 năm tuổi đảng, bắt giam 29 người, đánh đập bức cung và xử án chết người, bỏ qua nguyên tắc thực nghiệm hiện trường, tuyên án tử hình hai người con trai và trung thân đối với cháu nội của ông Lê Đình Kinh, thì họ sẽ nhận ra sự bẽ bàng vô nghĩa, thậm chí là phạm tội với những công việc họ đang làm, sẽ có sự giã đám trong đội ngũ công quyền hiện nay. Tựu trùng lại thì vụ án Đồng Tâm có lẽ là một mốc quan trọng nhất để người dân nhận thức rõ hiện nay có hai tầng lớp thống trị và bị trị đang tồn tại song song trong xã hội Việt Nam. Tầng lớp thống trị sẽ dùng mọi lực lượng, mọi thủ đoạn để khẳng định trục lợi và duy trì quyền lực, quyền lợi của mình. Tầng lớp bị trị cũng sẽ nhận thức rõ hơn vị thế của mình và nhận thức hơn về bản chất của Đảng và Nhà nước, để từ đó hoặc chấp nhận thân phận bị trị hoặc vùng lên đòi quyền lợi chính đáng cho mình. Thưa quý vị và các bạn, những bình phong che đậy tội ác ở Đồng Tâm. Vụ án 29 người dân Đồng Tâm tuy đã kết thúc nhưng hậu chấn của nó thì vẫn còn làm cho người dân tiếp tục bất tín với hệ thống tòa án của Cộng sản Việt Nam. Mạng xã hội vẫn tiếp tục đưa những bình luận về bản án sau khi EU và các tổ chức nhân quyền thế giới chính thức chống lại hành vi xét xử thiếu công bằng của vụ án, để tiếp sức cho nỗ lực muốn tố cáo vụ án trước cộng đồng quốc tế và nhiều tổ chức trong cũng như ngoài nước. Để chống đỡ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngay lập tức cho cỗ máy thông tin của Đảng hoạt động. Các tờ báo hết sức che chắn cho bản án với nhiều ý kiến giả tạo của người dân khi họ đồng tình trước hai bản án tử hình và một trung thân cho cháu của ông Lê Đình Kinh. Ngay cả sử dụng tiếng nói của hai nhân vật Việt Kiều có bằng cấp như luật sư cũng như từ tờ Quân đội Nhân dân khai thác. Và trong bài viết có tựa "Quốc tế hóa vụ Đồng Tâm, một âm mưu gian trá vô lương tâm", tờ báo đã trích lời của luật sư Hoàng Duy Hùng, cư ngụ tại Houston, Texas, vốn ai cũng ở Mỹ cũng đều biết là một tay gian hùng chính trị, trước đây chống cộng triệt để, nay trở mặt chống lại bất cứ ý kiến nào phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Hùng nhai lại câu nói của Thiếu tướng Tô Ân Sô cho rằng cách làm của ông Kinh là vô pháp luật. Ông này tự biến thành cường hào địa chủ, lãnh chúa ở Đồng Tâm. Một ông nữa ở Đức tuyên bố là nhiều năm làm việc trong hệ thống tòa án Đức và trong vai trò của một luật gia, Hồ Ngọc Thắng, được tờ báo Quân đội Nhân dân trích lời: "Tôi cũng cực lực lên án những kẻ lợi dụng làm phức tạp việc Đồng Tâm để vu khống xuyên tạc nhà nước. Họ gọi đó là vụ thảm sát Đồng Tâm. Chỉ có kẻ thù mới cho quân nổ súng vào dân. Đặt vấn đề kiểu mập mờ như vậy là không ổn, và hoạt động của ông Lê Đình Kình và đồng bọn không phải là bất bạo động mà là khủng bố." Chừng như muốn phụ họa với hai con kết này, một đàn kết khác mang tấm bằng luật sư trên ngực lại phấn khởi đưa ra những ý kiến hoàn toàn trái ngược lại với những quy tắc tòa án mà họ học được ở nhà trường. Họ là luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Nguyễn Hồng Toán, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Tây Hồ, luật sư Nguyễn Trung Tiệp, luật sư Hà Huy Tư, luật sư Trương Quốc Khỏe, luật sư Bùi Thị Mai, luật sư Nguyễn Huy Long, luật sư Hoàng Văn Hướng. Lập luận của họ về vụ án gần như giống nhau khi khẳng định về bản án mà nói mang tính nghiêm khắc nhưng mà bảo đảm tính pháp chế, đồng thời thì mang tính nhân văn, khách quan, mang yếu tố pháp luật khoan hồng. Việc chuyển đổi tội danh giảm án cho 19 bị cáo thể hiện sự nhân văn, tạo cơ hội làm lại các bị cáo, làm lại cho các bị cáo, và phiên tòa cũng bảo đảm việc tranh tụng giữa các bên. Các mức án mà tòa đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát đúng người đúng tội và mang tính nhân văn sâu sắc. Việc xét xử vụ án diễn ra theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, một phiên tòa công minh nghiêm khắc, đồng thời bảo đảm tính nhân văn và khoan hồng. Các bị cáo đều bày tỏ ăn năn hối lỗi, đồng thời thì xin lỗi gia đình bị hại. Riêng với cái vụ việc ở Đồng Tâm, đây thì những người thực thi công vụ có thể nổ súng. Nhà văn Phạm Thị Hoài khi đưa lại thông tin này thì thở dài và buông một câu không ý kiến. Đúng là
không thể có ý kiến hay tranh luận với một đàn kép mặc dù khoác áo luật sư nhưng tư tưởng chỉ mang một loại đồng phục và hoàn toàn không biết hai chữ công lý là gì. Trong khi 13 luật sư biện hộ không công cho 29 nạn nhân đồng tâm thì ngày đêm vắt óc bỏ công tiếp xúc với các bị can cho tới khi phiên tòa mở ra, và chính họ là những người đem theo thông tin cũng như phía sau phiên xử của người dân cả nước theo dõi trên mạng xã hội. Việc làm của họ đã giúp cho người dân được biết những câu chuyện mà chỉ tòa án Việt Nam mới có. 13 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của bị can, tuy biết rất rõ là nỗ lực của họ trước sau cũng thất bại vì bản án đã được chỉ đạo, nhưng họ không màng tới. Cái chính yếu khi họ nhận lời làm việc cho các nạn nhân là thông tin những sai trái của các cơ quan điều tra và tòa án trước bản án này. Mạng xã hội có lẽ là nguồn lực mạnh mẽ nhất giúp cho những người dân thấy được tính chất đen tối của vụ án. Và mới đây nhất là bức thư của tiến sĩ Tô Văn Trường, một trí thức luôn lên tiếng một cách cẩn trọng trước hành vi sai trái của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ Trung ương cho đến địa phương. Tiến sĩ Trường tuy gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc những nội dung chừng như soi sáng cho các thế lực đen tối muốn che chắn tội ác của vụ án, những bình phong mang tên truyền thông và luật sư. Tiến sĩ Tô Văn Trường yêu cầu làm rõ về tính hợp pháp của cuộc trấn áp, căn cứ vào đâu tại sao trả lời Bộ Công an thay đổi lý do đến 3 lần. Lần đầu là bảo vệ mục tiêu xây hàng rào sân bay Miếu Môn cách làng Hoành 3 km, lần thứ hai nói là đi tuần tra bị tấn công, lần thứ ba là bảo vệ chốt. Rất nhiều ý kiến cho rằng việc ba chỉ sĩ quan công an rơi xuống giếng trời là vô lý, việc đổ xăng vào hố để đốt ba chiến sĩ là không thuyết phục được dư luận. Việc hành quyết cụ Kình tại nhà riêng, sau đó thì mổ xác chính là điểm bức xúc cao độ cho dư luận trong và ngoài nước, rất nhạy cảm trong thời điểm hiện nay. Phiên tòa cần được thực hiện tranh tụng thật sự, bảo đảm dân chủ, cần thực hiện đúng các nguyên tắc xét xử, suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, tuyệt đối không được dùng nhục hình để ép cung. Đây là những nguyên tắc mà một luật sư có kiến thức và lương tâm phải nắm rõ khi quan sát vụ án. Những chuẩn mực về tiến trình, bằng chứng, kết quả điều tra, ép cung, bức cung đã lộ rõ như ban ngày tại tòa, nhưng những luật sư bênh vực cho tòa án đã hoàn toàn không nhìn thấy, bởi họ đang làm một công tác khác sau khi vụ xử kết thúc, che chắn cho tội ác bằng tấm bằng luật sư của chính mình. VTV cũng phát hành bản tin về vụ án, trong đó có ca ngợi hai án tử hình và một án chung thân là nhân văn và hợp tình hợp lý. Nhà báo Châu Đoàn viết trên Facebook cá nhân của mình: một vụ án hai án tử với 29 bị cáo mà vội vàng gói trong 3 ngày, bỏ qua yêu cầu về thực nghiệm hiện trường, hạn chế việc tiếp xúc với bị can tới tối đa. Chứng cứ đưa ra thì mập mờ vô lý. Một bản án đầy tính áp đặt của độc tài vậy mà truyền hình đưa tin là nhân văn. Đấy là kiểu nhân văn của sói đàn, một sự nhân văn mồm mép bọc ngoài sự man dợ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.